Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự biến mất của một người đặc biệt. Ông ấy từng đứng đầu danh sách tỷ phú châu Á với tài sản 61,7 tỷ đô. Năm 2019, tạp chí nổi tiếng Foreign Policy đã bình chọn ông là một trong 10 nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới trong thập kỷ qua. Đề chế kinh doanh do ông sáng lập đã hoàn toàn thay đổi lối sống và mô hình tiêu dùng của 1,4 tỷ người Trung Quốc. Ông ấy chính là Jack Ma. Giới trẻ thích gọi ông một cách thân mật là bố Ma. Có người còn nói ông là nhà tiên tri của thời đại. Những dự đoán của ông về thương mại điện tử, giá nhà đất, công nghệ, thương mại toàn cầu và nhiều lĩnh vực khác giờ đây đều đang trở thành hiện thực một cách chính xác. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 10 năm 2020, sau khi phát biểu tại Hội nghị Tài chính Ngoại thương, Jack Ma đã bí ẩn biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Một tuần sau, vào ngày 3 tháng 11, truyền thông đưa tin gây chấn động rằng Jack Ma đã bị 4 cơ quan quản lý, bao gồm cả Ngân hàng Trung ương, triệu tập để phỏng vấn. Ngày hôm sau, 3 tháng 11, chỉ 48 giờ trước ngày dự kiến niêm yết của Ant Financial, kế hoạch IPO đã được phê duyệt trước đó bất ngờ bị hủy bỏ. Tháng 9 năm 2021, tại hội nghị mã nguồn toàn cầu, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk được người dẫn chương trình hỏi về quan điểm của ông đối với tình hình phát triển hiện tại của ngành công nghệ Trung Quốc. Musk im lặng trong 5 giây trước khi đặt câu hỏi cho người dẫn chương trình, cô có biết Jack Ma đi đâu không? Người dẫn chương trình rõ ràng bối rối và chỉ có thể trả lời rằng, cô ấy không biết. Musk nói, tôi cũng không biết, tôi chỉ tò mò thôi. Kể từ cuối năm 2020, sau bài phát biểu tại Hội nghị Tài chính Ngoại thương ở Thượng Hải, có tin đồn rằng Jack Ma đã đi du lịch ở nước ngoài. Cho đến ngày 27 tháng 3 năm 2023, Jack Ma, người đã biến mất trong một thời gian dài, bất ngờ xuất hiện ở Hàng Châu và tham quan trường Vân Cốc mà ông đã sáng lập cùng với các giám đốc điều hành của Alibaba. Lúc này, Jack Ma chỉ nói về giáo dục và không đề cập đến kinh doanh. Trong những ngày cuối cùng của năm 2023, Ngân hàng Trung ương thông báo rằng họ đồng ý để Alipay trở thành một công ty không có người kiểm soát thực tế. Kể từ đó, công cụ tạo ra của cái lớn nhất của bên thứ ba ở Trung Quốc này không còn thuộc về Jack Ma nữa. Từ khi thành lập vào năm 1999 đến nay là năm 2024, tập đoàn Alibaba đã trải qua những gì? Tại sao Jack Ma lại đột ngột biến mất và tại sao ông lại đột ngột xuất hiện? Jack Ma đã từng đưa ra những lời tiên đoán đáng kinh ngạc nào? Hôm nay, chúng ta hãy nói về Jack Ma và đế chế kinh doanh của ông. Vào cuối tháng 10 năm 2020, Diễn đàn 40 người về tài chính Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị Tài chính Ngoại thương lần thứ 2 tại Thượng Hải. Chủ đề của hội nghị là Tài chính mới và kinh tế mới trong bối cảnh mới. Vào ngày thứ 2 của hội nghị, 24 tháng 10, Jack Ma, với tư cách là đồng chủ tịch của nhóm cấp cao về hợp tác số của Liên Hợp Quốc, đã có bài phát biểu kéo dài 20 phút. Ngay từ đầu bài phát biểu, ông tự giới thiệu mình không phải là chuyên gia và chỉ muốn chia sẻ một số quan điểm chuyên môn của một người không chuyên. Theo ông, nhiều chuyên gia ngày nay không còn nói về chuyên môn nữa. Tiếp theo, ông nói rằng vấn đề mà ngành tài chính Trung Quốc đang phải đối mặt khác với các nước phương Tây, đó không phải là rủi ro hệ thống của tài chính, vì Trung Quốc về cơ bản không có hệ thống tài chính. Vấn đề mà Trung Quốc đang đối mặt là rủi ro do thiếu hệ thống tài chính. Ngành tài chính của Trung Quốc, giống như các nước đang phát triển khác mới nổi lên, vẫn đang ở giai đoạn thiếu niên và chưa có một hệ thống hoàn chỉnh. Jack Ma cũng đặt câu hỏi về hệ thống quản lý trong nước. Ông nói rằng, giám sát và quản lý là hai việc khác nhau. Giám sát là theo dõi sự phát triển của bạn, trong khi quản lý chỉ được thực hiện khi có vấn đề. Nhưng hiện nay, khả năng quản lý ngày càng mạnh trong khi khả năng giám sát rõ ràng là không đủ. Ông nói thêm rằng, những đổi mới tốt không sợ quy định, nhưng sợ những quy định của ngày hôm qua. Chúng ta không thể sử dụng phương pháp quản lý nhà ga để quản lý sân bay. Chúng ta không thể sử dụng phương pháp của ngày hôm qua để quản lý tương lai. Câu nói sắc bén nhất của ông là, ngày nay, các ngân hàng vẫn duy trì tư tưởng tiệm cầm đồ, bảo đảm và thế chấp chính là tiệm cầm đồ. Jack Ma còn kể một câu chuyện vui rằng, khi bạn vay 100.000 nhân dân tệ từ ngân hàng, bạn sẽ hơi lo lắng. Khi vay 10 triệu, cả bạn và ngân hàng đều lo lắng. Nhưng khi vay 1 tỷ, bạn không cần lo lắng chút nào, ngân hàng mới là người lo lắng. Ông cũng nói rằng, ngân hàng có thói quen thích cho các doanh nghiệp tốt vay tiền việc cho các doanh nghiệp không cần tiền vay đã khiến nhiều doanh nghiệp tốt trở thành doanh nghiệp xấu. Cần biết rằng, những người tham dự hội nghị tài chính ngoại thương này đều là các quan chức từ các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, cũng như các viện trưởng của các tổ chức nghiên cứu tài chính lớn. Những lời nói của Jack Ma giống như một cú tát vào mặt họ. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Jack Ma phát biểu những lời gây sốc tại các sự kiện công khai. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2019, Jack Ma đã tham dự triển lãm công nghiệp thông minh quốc tế Trung Quốc được tổ chức tại Trùng Khánh. Tại đây, ông đã phát biểu rằng công nghệ được phát triển, không phải được quản lý. Ông nói hiện nay chúng ta có rất nhiều văn bản nói không được làm gì,
nghiêm cấm làm gì, không thể làm thế này thế kia. Chính sách nên khuyến khích tính tích cực của con người, khuyến khích nỗ lực của con người và khuyến khích sự phát triển của những điều mới mẻ. Tại diễn đàn Davos năm 2015, khi người dẫn chương trình thảo luận với Jack Ma về vấn đề bảo mật dữ liệu và hỏi ông rằng nếu chính phủ yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của người dùng, ông sẽ làm gì? Jack Ma đã trả lời rằng nếu vì lý do an ninh quốc gia hoặc chống khủng bố, họ cho phép các cơ quan liên quan xem xét dữ liệu, nhưng nếu vì lý do khác thì không thể thảo luận. Ông còn nói rằng ông đã nhiều lần nhấn mạnh với đội ngũ của mình rằng hãy yêu mến chính phủ, tôn trọng chính phủ, nhưng đừng kết hôn với chính phủ. Vậy tại sao Jack Ma luôn có những phát ngôn gây sốc như vậy? Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời từ quá trình khởi nghiệp của ông. Jack Ma sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ông là con thứ hai trong ba anh em, có một anh trai và một em gái. Mẹ của Jack Ma, bà Thôi Văn Thái, ban đầu là công nhân tại một nhà máy ở Hàng Châu. Sau đó, vì yêu thích nghệ thuật bình phẩm đặc trưng của vùng Chiết Giang, bà đã gia nhập đoàn bình phẩm huyện Vô Tích và trở thành một diễn viên bình phẩm. Cha của ông Mã Lai Pháp, làm nghề nhiếp ảnh gia. Trong những năm 50 đến 60, ông làm việc tại xã ảnh Hàng Châu. Nhưng vì cũng yêu thích nghệ thuật quý, sau này ông cũng chuyển sang lĩnh vực nghệ thuật quý. Vào những năm 90, ông còn trở thành chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật quý Chiết Giang. Trong thời niên thiếu, Jack Ma thường bị bạn bè bắt nạt vì thân hình gầy yếu. Tuy nhiên, ông luôn giơ nắm đấm và không hề tỏ ra yếu thế trước sự bắt nạt. Có lần, vì đánh nhau với bạn, đầu ông phải khâu 13 mũi. Mặc dù Jack Ma có đôi mắt tinh anh, nhưng ông không hoàn toàn thừa hưởng vẻ đẹp của cha mẹ. Ông có gò má cao, má hóp, đầu to dế nhỏ. Nhiều năm sau, ông còn có biệt danh là E.T. Jack Ma, người yêu thích đọc tiểu thuyết Kim Dung, từ nhỏ đã mơ ước trở thành một hiệp sĩ. Thành tích học tập của ông luôn đứng cuối lớp cho đến khi lên trung học cơ sở. Lớp ông có một cô giáo địa lý xinh đẹp. Để khơi dậy hứng thú học địa lý của học sinh, cô giáo đã kể một câu chuyện nhỏ về bản thân. Cô nói rằng, có lần khi đang ngắm cảnh ở Tây Hồ, đột nhiên có một nhóm người nước ngoài đến hỏi cô về các điểm du lịch ở Hàng Châu. Cô giáo xinh đẹp đã trò chuyện với họ bằng tiếng Anh một cách trôi chảy, khiến nhóm người nước ngoài vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, câu chuyện này không khiến Jack Ma từ đó phấn đấu học địa lý, mà lại khiến ông nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh. Sau đó, Jack Ma đã xin cha mẹ mua cho một chiếc radio bỏ túi và học tiếng Anh theo các chương trình phát thanh tiếng Anh mỗi ngày. Ông còn thích đến các điểm du lịch ở Hàng Châu để làm hướng dẫn viên miễn phí cho khách nước ngoài, nhân cơ hội luyện nói. Vào một đêm hè năm 1980, Jack Ma đã gặp gia đình Molly đến từ Úc tại công viên Cô Sơn ở Hàng Châu. Ông đã trở thành bạn thân với cậu bé David Molly trong gia đình này. Sau khi gia đình Molly trở về Úc, họ vẫn giữ liên lạc với Jack Ma. Trong thời gian Jack Ma học đại học, cứ mỗi nửa năm, gia đình Molly lại gửi cho ông một tấm séc. Trong hơn 2 năm, họ đã hỗ trợ Jack Ma hơn 200 đô la Úc, một số tiền không nhỏ vào những năm 80. Năm 1985, gia đình Molly còn mời Jack Ma đến Úc chơi. Jack Ma đã ở lại 29 ngày tại thành phố nhỏ Newcastle, nơi gia đình Molly sinh sống. Đó là chuyến đi xuyên quốc gia đầu tiên trong đời của Jack Ma. Nhiều năm sau, ông hồi tưởng lại, nếu không có 29 ngày đó, tôi sẽ không suy nghĩ như ngày hôm nay. Khi Jack Ma kết hôn, gia đình Molly còn hào phóng tặng ông 22.000 đô la Úc để mua nhà cưới. Sau này, khi Jack Ma khởi nghiệp thành công, ông đã gửi rất nhiều tiền và quà tặng cho gia đình Molly. Jack Ma còn quyên góp 20 triệu đô la Mỹ cho trường đại học ở quê hương của gia đình Molly và thành lập quỹ học bổng Ma Molly. Đây là khoản quyên góp lớn nhất mà trường đại học này từng nhận được. Tuy nhiên, đó là chuyện về sau. Hãy quay trở lại thời niên thiếu của Jack Ma. Năm 1982, khi 18 tuổi, Jack Ma tham gia kỳ thi đại học. Lúc đó, ông đầy tham vọng muốn vào Đại học Bắc Kinh. Nhưng khi có kết quả, ông đã choáng váng vì chỉ được một điểm môn toán. Không chỉ Đại học Bắc Kinh, mà bất kỳ trường đại học nào cũng không thể nhận ông. Không vào được đại học, Jack Ma chỉ có thể đi tìm việc làm. Ông đã phỏng vấn 11 công việc khác nhau, nhưng đều bị loại. Khi đi ứng tuyển bảo vệ cùng với em họ, kết quả là em họ được nhận còn ông thì bị loại. Ông còn muốn làm cảnh sát, trong 5 người ứng tuyển, chỉ có mình ông là không được nhận. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Jack Ma thường nhắc đến việc ông từng đi phỏng vấn tại KFC. Trong số 24 người cùng phỏng vấn, 23 người được nhận, chỉ có mình ông là không đạt. Jack Ma từng mô tả bản thân khi còn trẻ là một kẻ thất bại. Năm 1983, Jack Ma thi đại học lần thứ hai. Lần này, điểm toán của ông tuy có cải thiện, nhưng vẫn chỉ được 19 điểm đáng thương. Năm 1984, Jack Ma tham gia kỳ thi đại học lần thứ ba. Lần này, điểm toán của ông cuối cùng đã đạt 89 điểm, nhưng tổng điểm vẫn thiếu 5 điểm so với điểm chuẩn đại học.
May mắn là điểm tiếng Anh của ông rất xuất sắc, cuối cùng ông được Học viện Sư phạm Hàng Châu tuyển thẳng vào chuyên ngành ngoại ngữ. Sau khi vào đại học, giấc mơ đột nhiên như được khai sáng, trở thành một sinh viên xuất sắc cả về học tập lẫn đạo đức. Không chỉ đứng đầu về điểm chuyên ngành, ông còn trở thành chủ tịch hội sinh viên trường và chủ tịch hội liên hiệp sinh viên thành phố Hàng Châu. Trong thời gian đại học, giấc mơ còn tìm được tình yêu đẹp. Cô bạn cùng trường Trương Anh đã phát hiện ra năng lượng và tài năng đáng kinh ngạc ẩn sau vẻ ngoài không mấy nổi bật của người bạn nam gây yêu này. Sau đó, họ đã gắn bó bên nhau suốt nhiều thập kỷ. Năm 1988, giấc mơ tốt nghiệp đại học và được phân công làm giáo viên tiếng Anh tại Học viện Công nghiệp Điện tử Hàng Châu. Ngay rời trường, Phó Hiệu trưởng Học viện Sư phạm Hàng Châu lúc bấy giờ là Hoàng Thục Mộng đã nói với giấc mơ rằng các sinh viên khác sau khi tốt nghiệp đều được phân công dạy tiếng Anh ở tiểu học hoặc trung học cơ sở. Nhưng vì thành tích chuyên môn của giấc mơ xuất sắc, nên Phó Hiệu trưởng đã đặc cách giới thiệu ông đi dạy ở đại học. Phó Hiệu trưởng yêu cầu ông phải làm việc ở đó ít nhất 5 năm. Giấc mơ đã đồng ý với lòng biết ơn. Sau khi nhận việc, giấc mơ nhanh chóng trở thành giáo viên ngôi sao của Học viện Công nghiệp Điện tử Hàng Châu. Các bài giảng của ông luôn đầy nhiệt huyết và dí dỏm. Sau này, Giảng Phương, một trong 18 người sáng lập Alibaba, là học trò của giấc mơ. Bà nhớ lại rằng, giấc mơ giống như một ngọn lửa, luôn làm cho lớp học trở nên ấm áp. Trong khi các giáo viên khác chỉ dạy theo giáo trình, giấc mơ lại dạy một cách phóng khoáng. Từ văn hóa nước ngoài đến triết lý cuộc sống, sinh viên không muốn rời khỏi ghế khi tiếng chuông tan học vang lên. Trong những năm sau đó, có nhiều công ty đã đưa ra mức lương cao để lôi kéo giấc mơ, nhưng nghĩ đến lời hứa ban đầu với Hoàng Thục Mộng, ông vẫn quyết định ở lại Học viện Công nghiệp Điện tử Hàng Châu. Ông đã gắn bó với nơi này suốt 6 năm. Đầu những năm 90, giấc mơ bắt đầu nổi tiếng trong giới phiên dịch ở Hàng Châu và thành lập câu lạc bộ tiếng Anh đầu tiên bên bờ Tây Hồ. Năm 1992, trong khi vẫn đang dạy học tại Học viện Công nghiệp Điện tử Hàng Châu, giấc mơ đã tận dụng thời gian rảnh để thử sức lần đầu với việc kinh doanh. Ông thành lập công ty dịch thuật Hải Bác cùng với một số giáo viên đã nghỉ hưu để nhận các công việc dịch thuật. Tháng đầu tiên, công ty có doanh thu 700 nhân dân tệ, nhưng tiền thuê nhà đã lên tới 1.500 nhân dân tệ. Để duy trì hoạt động của công ty dịch thuật, giấc mơ không chỉ bỏ ra toàn bộ lương của mình, mà còn thử buôn bán hàng hóa nhỏ từ Quảng Châu, Nghệ An để bù đắp chi phí hoạt động của công ty dịch thuật. Năm 1995, giấc mơ có cơ hội đến Mỹ, khi chính quyền huyện Đông Lư, thành phố Hàng Châu hợp tác với một công ty Mỹ trong dự án xây dựng đường cao tốc. Họ gặp tranh chấp về hợp đồng. Chính quyền huyện Đông Lư đã tìm đến giấc mơ, người có khả năng tiếng Anh tốt, với hy vọng ông có thể giúp giải quyết tranh chấp tại Mỹ. Mặc dù cuộc đàm phán đó không đạt được kết quả tốt, nhưng nhân cơ hội này, sau khi hoàn thành công việc, giấc mơ đã bay từ Los Angeles đến Seattle để gặp Bill, một giáo viên nước ngoài mà ông đã quen biết từ lâu. Con rể của Bill là Stone làm việc tại VBN, công ty ISB đầu tiên ở Seattle. Giấc mơ được Bill giới thiệu đi tham quan. Theo lời kể của giấc mơ trong các chương trình phỏng vấn sau này, tình huống lúc đó diễn ra như sau. Stone nói với giấc mơ rằng, đây là Internet, anh có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì trên đó. Stone bảo giấc mơ thử xem. Giấc mơ đứng trước máy tính, không dám động tay. Ông nói rằng, cái này rất đắt, nếu làm hỏng thì ông không đền nổi. Stone cười và nói rằng, đây đâu phải bom, anh cứ thử đi. Vì vậy, giấc mơ cẩn thận nhập từ bia vào ô tìm kiếm của Yahoo. Kết quả, ông thấy bia từ khắp nơi trên thế giới, có bia Nhật Bản, bia Mỹ, bia Đức, chỉ không có bia Trung Quốc. Giấc mơ lại nhập Chinese beer, kết quả trả về là không có tìm kiếm. Giấc mơ hỏi Stone liệu có thể đưa thông tin công ty dịch thuật của ông lên mạng không. Tốt nói không vấn đề gì. Anh ta giúp giấc mơ tạo một trang web nhỏ cho công ty dịch thuật Hải Bác, chỉ có một đoạn giới thiệu ngắn và một địa chỉ email. Sau đó giấc mơ đi dạo phố. 3 giờ sau, giấc mơ quay lại, Stone nói với ông rằng đã có người gửi email cho ông. Giấc mơ mở hộp thư và thấy 5 email từ Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Một trong số đó viết, đây là công ty Trung Quốc đầu tiên tôi tìm thấy trên mạng. Các bạn ở đâu? Tôi muốn làm ăn với các bạn. Lần đầu tiên giấc mơ cảm nhận được sức mạnh của Internet, ông nhạy bén nhận ra rằng một kỷ nguyên mới đã đến. Vào tháng 3 năm 1995, sau khi trở về Trung Quốc, giấc mơ mời 24 người bạn và học trò đến nhà, kể cho họ nghe về trải nghiệm kỳ diệu của mình ở Mỹ. Cuối cùng, ông nói rằng ông muốn thành lập một công ty Internet. Khi đó, 99% người Trung Quốc không biết Internet là gì. Có thể tưởng tượng, trong số 24 người, 23 người đã bỏ phiếu phản đối. Chỉ có một người an ủi giấc mơ rằng, nếu anh thực sự muốn làm thì cứ thử, nếu không được thì rút lui nhanh. Không lâu sau, giấc mơ từ chức tại Học viện Công nghiệp Điện tử Hàng Châu. Vào tháng 4 năm 1995, giấc mơ lấy hết tiền tiết kiệm của mình, vay thêm từ người thân, tổng cộng đầu tư 20.000 nhân dân tệ để thành lập công ty Internet đầu tiên của Trung Quốc.
lấy tên là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ máy tính Hải Bắc Hàng Châu. Ban đầu, công ty chỉ có 3 nhân viên, Giác Ma, vợ ông là Trương Anh, và Hà Nhất Băng, một giáo viên máy tính từ Học viện Công nghiệp Điện tử Hàng Châu. Ngày 8 tháng 5 năm 1995, sản phẩm của công ty Giác Ma là China Pager ra mắt. Lúc này còn 3 tháng nữa China Telecom mới khai trương Internet. Lúc đó, mô hình kinh doanh của Giác Ma như sau, yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp thông tin của họ, sau đó đăng lên trang vàng nhằm mục đích quảng bá cho doanh nghiệp và tăng doanh thu. Do lúc đó Trung Quốc chưa có kết nối Internet, Giác Ma phải gửi thông tin doanh nghiệp thu thập được qua đường bưu điện đến VBN ở Mỹ, công ty Nestor, con rể của người bạn Bill của ông làm việc. VBN sẽ làm trang web, in ra và gửi nhanh về Hàng Châu. Giác Ma mang bản in trang web cho chủ doanh nghiệp xem. Mức phí của China Pages là 20.000 nhân dân tệ cho một trang web có 3.000 từ và một bức ảnh, trong đó 12.000 nhân dân tệ phải trả cho công ty VBN ở Mỹ. Tháng 7 năm 1995, China Pages làm một trang web cho văn phòng đối ngoại tỉnh Chiết Giang để quảng bá kinh tế văn hóa Chiết Giang trên mạng, đặt tên là dự án Kim Qua. Dự án này được các báo như Tân Giang, Tối Báo đưa tin rầm rộ, giúp China Pages của Giác Ma nổi tiếng. Sau đó, khách sạn Vạn Hồ ở Hàng Châu trở thành khách hàng thứ hai của Giác Ma. Trùng hợp là vào tháng 9 năm đó, Liên Hợp Quốc tổ chức Hội nghị Phụ nữ Thế giới lần thứ 4 tại Bắc Kinh. Nhiều đại biểu nước ngoài sau khi tham dự hội nghị ở Bắc Kinh đã ghé thăm Hàng Châu. Khách sạn Vạn Hồ là khách sạn duy nhất có thể tìm thấy trên mạng lúc đó, dẫn đến doanh thu của khách sạn trong một quý đã vượt cả năm trước. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, do hạn chế của thời đại, việc vận hành và phát triển công ty máy tính Hải Bắc của Giác Ma vẫn gặp nhiều khó khăn. Năm 1996, công ty Viễn thông Hàng Châu cũng ra mắt trang vàng Trung Quốc với tên miền là ChinesePage.com, rất giống với China Pages của Giác Ma. Vốn đăng ký của công ty Viễn thông Hàng Châu là 300 triệu nhân dân tệ, trong khi vốn đăng ký của công ty Giác Ma chỉ là 20.000 nhân dân tệ. Sự chênh lệch về sức mạnh rất rõ ràng. Cuối cùng, Giác Ma đồng ý hợp tác với công ty Viễn thông Hàng Châu. Công ty Viễn thông Hàng Châu đã chi 1,4 triệu nhân dân tệ để mua 70% cổ phần công ty của Giác Ma. Giác Ma mất quyền phát ngôn trong công ty. Năm 1997, ông bán nốt số cổ phần còn lại trong tay. Giác Ma dẫn theo 6 nhân viên mới đến Bắc Kinh để tìm kiếm cơ hội. Ông được mời đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Điện tử Quốc tế Trung Quốc trực thuộc Bộ Ngoại thương và Kinh tế, chịu trách nhiệm xây dựng trang web chính thức của Bộ và thị trường giao dịch hàng hóa Trung Quốc trực tuyến. Sau đó, ông còn tham gia thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Phú Thông thuộc Bộ Thương mại. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm, Giác Ma nhận ra rằng làm việc trong cơ quan chính phủ không phù hợp với mình. Công việc ở đây tuần theo quy trình cứng nhắc, mọi việc dù nhỏ nhặt cũng phải xin ý kiến lãnh đạo. Cuối năm 1998, Giác Ma đã không do dự nói với 6 nhân viên trước đó theo ông đến Bắc Kinh rằng ông sẽ rời Bắc Kinh về Hàng Châu. Ông đưa ra 3 lựa chọn cho mọi người. Thứ nhất là tiếp tục ở lại Quốc Phú Thông, mọi thứ đều ổn định. Thứ hai là ông có thể giới thiệu họ đến các công ty lớn như Sohu, Yahoo. Thứ ba là theo ông về Hàng Châu, bắt đầu từ con số không để xây dựng một công ty mà cả đời này họ sẽ không hối hận. Giác Ma nói không cần trả lời ngay. Ông cho mọi người 3 ngày để suy nghĩ. Nhưng gần như tất cả đều trả lời Giác Ma trong vòng 3 phút rằng họ sẵn sàng theo ông về Hàng Châu. Sự thật đã chứng minh, đây có thể là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong đời của 6 người này. Trước khi rời Bắc Kinh, Giác Ma dẫn đội ngũ đi thăm Vạn Lý Trường Thành và chụp bức ảnh nổi tiếng này. Vào mùng 5 Tết năm 1999, trong một căn nhà dân ở khu dân cư Hồ Bạn Hoa Viên tại Hàng Châu, 18 người ngồi chật cả căn phòng. Giác Ma đứng giữa mọi người, nói đầy nhiệt huyết trong 3 tiếng đồng hồ. Ông còn đặc biệt dựng một máy quay phim để ghi lại toàn bộ cuộc họp. Giác Ma nói với mọi người rằng ông muốn thành lập một công ty thương mại điện tử chuyên phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc, giúp họ bán sản phẩm ra nước ngoài. Ngày này đánh dấu sự ra đời của gã khổng lồ Alibaba. Cuộc họp động viên này chính là hội nghị 18 La Hán nổi tiếng. Một trong những cảnh tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử phát triển Internet của Trung Quốc, tên Alibaba được Giác Ma lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Alibaba và 40 tên cướp. Câu chuyện này được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới. Gần như tất cả các ngôn ngữ đều phát âm từ Alibaba giống nhau. Hơn nữa, câu tiếp theo của Alibaba là vương ơi mở ra, ẩn ý rằng Alibaba sẽ mở cánh cửa tài sản và thương mại toàn cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngay từ khi thành lập, Giác Ma đã đặt ra mục tiêu phát triển rõ ràng cho công ty. Họ sẽ đi theo con đường quốc tế hóa. Đối thủ cạnh tranh thực sự của họ không ở Trung Quốc mà ở thung lũng Silicon của Mỹ. Giác Ma nói ông tin tưởng rằng công ty sẽ trở thành công ty niêm yết vào năm 2002. Khi những khái niệm tiên tiến như công ty niêm yết, cộng đồng mạng được nói lên trong căn nhà dân thường này, nó tạo ra một cảm giác không hài hòa. Mặc dù Giác Ma nói rất hùng hồn, nhưng những người nghe đều có vẻ mặt nghiêm túc,
Theo hồi ức của những người có mặt, họ không hiểu ông nói gì, nhưng thấy ông nói đầy nhiệt huyết nên cũng không tiện ngắt lời. Tuy nhiên, mặc dù lúc đó nhiều người không hiểu bản kế hoạch vĩ đại của Jack Ma, nhưng họ vẫn bị sức lan tỏa của ông chinh phục. 18 La Hán nhanh chóng góp được 500.000 nhân dân tệ làm vốn khởi động. Ngày 15 tháng 4 năm 1999, Alibaba.com chính thức ra mắt. Tháng 5, Thái Sùng Tín, giám đốc điều hành khu vực Đại Trung Hoa của công ty đầu tư Thụy Điển Investor AB, đến Đại Lục khảo sát dự án. Ông nghe nói có một người tên Jack Ma ở Hàng Châu khá thú vị, nên đã bay đến Hàng Châu để thảo luận về việc đầu tư với Jack Ma. Kết quả là khi gặp mặt mới phát hiện ra Alibaba vẫn chưa đăng ký công ty chính thức, thậm chí còn chưa có một văn phòng tử tế. 18 người chen chúc làm việc trong nhà của Jack Ma ở khu hồ Bàn Hoa Viên. Họ trải ga trên sàn, ai mệt thì nằm xuống nghỉ một lát. Trong phòng tỏa ra mùi hôi chân, nhưng tương phản với môi trường tồi tàn là sự năng động và nhiệt huyết toát ra từ các thành viên trong đội, đặc biệt là Jack Ma. Ông khác biệt hoàn toàn so với những chuyên gia phố Wall và những người mới nổi ở thung lũng Silicon mà Thái Sùng Tín từng gặp. Thông thường, các doanh nhân khởi nghiệp khi gặp nhà đầu tư đều nói về tiền bạc, mắt sáng lên vì tiền. Nhưng Jack Ma từ đầu đến cuối không hề nhắc đến tiền, chỉ say sưa nói về lý tưởng của mình. Ngay lúc đó, Thái Sùng Tín đã nảy sinh ý định gia nhập Alibaba. Sau khi trở về Mỹ, Thái Sùng Tín đã trao đổi ý tưởng của mình với vợ là Ngô Minh Hoa. Ngô Minh Hoa nghĩ rằng chồng mình có lẽ đã phát điên. Thái Sùng Tín là người như thế nào? Ông sinh ra trong một gia đình luật sư ở Đài Loan. Vào những năm 90, ông đã lấy được bằng tiến sĩ luật tại trường luật Yale. Sau đó, ông chuyển từ luật sư thuế sang nhà đầu tư cổ phần tư nhân, rồi làm việc tại công ty đầu tư Thụy Điển Investor AB với mức lương hàng năm là 700.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 5,8 triệu nhân dân tệ thời điểm đó. Để thuyết phục vợ, Thái Sùng Tín đã đưa Ngô Minh Hoa đến Hàng Châu một lần nữa để gặp Jack Ma. Trên hồ Tây, ba người cùng đi thuyền, Thái Sùng Tín đột nhiên nói với Jack Ma rằng ông muốn gia nhập Alibaba, khiến Jack Ma suýt ngã xuống hồ vì bất ngờ. Jack Ma nói với Thái Sùng Tín rằng ông chỉ có thể trả cho Thái Sùng Tín mức lương 500 nhân dân tệ một tháng. Thái Sùng Tín vui vẻ đồng ý ngay, trong khi Jack Ma vẫn chưa kịp phản ứng với tình huống bất ngờ này. Vợ của Thái Sùng Tín là Ngô Minh Hoa lại trở thành người thuyết phục. Cô nói với Jack Ma rằng hãy đồng ý với anh ấy, nếu không anh ấy sẽ hối hận cả đời. Thế là Thái Sùng Tín trở thành người đàn ông đứng sau thành công của Jack Ma. Nhiều năm sau, Jack Ma nói rằng trong số những người ông cảm ơn nhất vì đã đạt được thành công như ngày hôm nay, có 4 người: Tôn Chính Nghĩa, Dương Chí Viễn, Kim Dung và Thái Sùng Tín. Nếu phải chọn một người, đó sẽ là Thái Sùng Tín. Hiện nay, tài sản của Thái Sùng Tín đã lên tới 7,3 tỷ đô la Mỹ. Có thể nói, quyết định gia nhập Alibaba của Thái Sùng Tín không chỉ tạo nên Jack Ma, mà còn tạo nên chính ông. Tuy nhiên, đó là chuyện về sau. Việc đầu tiên Thái Sùng Tín làm sau khi gia nhập là giúp Alibaba đăng ký công ty. Sau đó, ông bắt đầu dạy mọi người từ những điều cơ bản nhất về cổ phần và quyền lợi cổ đông, giúp Alibaba thực sự bắt đầu hoạt động một cách chuyên nghiệp. Tiếp theo, Thái Sùng Tín bắt đầu giúp Alibaba giải quyết vấn đề quan trọng nhất, đó là vấn đề tìm tiền. Ông đã cùng Jack Ma gặp 38 nhà đầu tư liên tiếp và bị từ chối 38 lần. Lúc đó, Jack Ma nói với đội ngũ rằng chính họ đã từ chối đầu tư từ 38 công ty. Mãi đến rất lâu sau, mọi người mới biết được sự thật. Khi Alibaba đang trong tình trạng cùng đường, Thái Sùng Tín đã tìm đến người bạn cũ là Lâm Hại Như, giám đốc khu vực châu Á của Goldman Sachs. Sau khi người thấy mùi hôi chân trong căn phòng chật ních ở khu dân cư Hồ Bàn Hoa Viên, Lâm Hại Như cũng bị đội ngũ Alibaba làm cảm động. Tháng 10 năm 1999, Goldman Sachs và 4 tổ chức khác đã đầu tư 5 triệu đô la Mỹ vào Alibaba, chiếm 40% cổ phần. Alibaba đã hoàn thành vòng gọi vốn thiên thần. Tháng 1 năm 2000, Tôn Chính Nghĩa, người sáng lập tập đoàn SoftBank Nhật Bản, lại đầu tư thêm 20 triệu đô la Mỹ vào Alibaba. Số tiền này đã giúp Alibaba vượt qua mùa đông Internet của năm 2000. Đến tháng 3 năm 2000, Alibaba vẫn chưa thể sinh lời, nhưng bong bóng Internet bắt nguồn từ thung lũng Silicon đã vỡ. Từ giữa tháng 3, chỉ số Nasdaq bắt đầu giảm mạnh, phản ứng dây chuyền là các nhà đầu tư bắt đầu thắt chặt hầu bao. Lúc bấy giờ, mặc dù số lượng người dùng của Alibaba tăng rất nhanh, nhưng họ vẫn chưa tìm ra mô hình kiếm tiền phù hợp. Thêm vào đó, sau khi gọi vốn thành công, Jack Ma đã bắt đầu mở rộng quy mô với tốc độ chóng mặt. Ông thuê một tòa nhà văn phòng rất hoành tráng ở Hồng Kông, chuyển trụ sở chính của Alibaba từ Hàng Châu đến Hồng Kông. Ông còn xây dựng trung tâm máy chủ và trụ sở kỹ thuật ở Mỹ, mở văn phòng đại diện ở Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và thuê nhiều nhân tài trên khắp thế giới với mức lương cao. Do mở rộng quá nhanh, chi phí hoạt động hàng tháng của Alibaba lúc đó lên tới 1 triệu đô la Mỹ. Đến cuối năm 2000,
Alibaba chỉ còn 7 triệu đô la Mỹ trong tài khoản. Các nhà đầu tư đều nói rằng, sau khi tiền cạn kiệt, họ sẽ không đầu tư thêm nữa. Công ty đã đến bước đường cùng, nếu không sinh lời thì sẽ phải đóng cửa trang web. Đối mặt với tình hình này, Jack Ma đã nhanh chóng quyết định thực hiện một loạt cải cách. Thứ nhất, đóng cửa hầu hết các cơ sở ở nước ngoài và chuyển trụ sở chính từ Hồng Kông về Hàng Châu, hoàn toàn quay trở lại Trung Quốc. Thứ hai, sa thải nhân viên trên toàn cầu. Quyết định này rất khó khăn đối với Jack Ma. Bành Lôi, một trong 18 La Hán, từng đánh giá Jack Ma là một người rất trọng tình cảm, không chịu nổi việc nhìn những người cùng làm việc phải ra đi. Walter Erisman, cựu phó chủ tịch Alibaba và tác giả cuốn sách Alibaba World, từng tiết lộ một chi tiết. Sau đợt sa thải lớn, Jack Ma đã gọi điện cho ông, giọng run rẩy, nghe như vừa khóc xong. Jack Ma hỏi Porter rằng, sa thải nhiều người như vậy, liệu ông có phải là một người xấu không? Porter chưa bao giờ thấy Jack Ma mất tự tin như vậy, nên vội vàng an ủi Jack Ma. Porter nói với Jack Ma rằng, ông chỉ làm những việc mà ông cần phải làm. Chính nhờ một loạt các biện pháp cắt giảm chi phí này mà chi phí hoạt động hàng tháng của Alibaba đã giảm từ 1 triệu đô la Mỹ xuống còn 500.000 đô la Mỹ, công ty đã có được 14 tháng để thở. Tuy nhiên, chỉ cắt giảm chi phí thôi là chưa đủ. Để phát triển lâu dài, điều quan trọng nhất là phải tìm ra cách kiếm tiền. Tháng 10 năm 2000, Alibaba đã ra mắt dịch vụ nhà cung cấp Trung Quốc. Ban đầu, phí thành viên được định giá từ 10.000 nhân dân tệ mỗi năm, sau đó tăng lên 60.000 đến 120.000 nhân dân tệ mỗi năm. Vào thời điểm đó, nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Trung Quốc không biết ngoại ngữ và không biết cách làm thương mại quốc tế. Tuy nhiên, sản phẩm họ sản xuất lại có chất lượng tốt, giá rẻ và rất có thị trường trên quốc tế. Dịch vụ này của Alibaba đã giải quyết được vấn đề không biết ngoại ngữ cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chủ doanh nghiệp có thể đăng thông tin sản phẩm của họ lên nền tảng nhà cung cấp Trung Quốc, còn Alibaba sẽ tổng hợp các sản phẩm khác nhau vào các đĩa CD khác nhau để tham gia các triển lãm ở nước ngoài, đóng vai trò như một đại diện bán hàng ở nước ngoài cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ này. Tháng 3 năm 2002, Alibaba lại ra mắt sản phẩm chứng nhận uy tín. Ban đầu, phí thành viên hàng năm khoảng 2.000 nhân dân tệ, sau đó tăng lên hơn 6.000 nhân dân tệ. Lý do ra mắt sản phẩm này là Alibaba phát hiện ra rằng, khi giao dịch trên nền tảng, điều mà các thương nhân lo lắng nhất chính là vấn đề uy tín của đối tác. Alibaba đã xây dựng một quy trình xác minh thương nhân hoàn chỉnh. Mỗi thành viên tham gia chứng nhận uy tín đều cần phải được xác minh. Mặc dù quá trình này khá phức tạp, nhưng kết quả là tốt. Sau đó, trên nền tảng của Alibaba, chứng nhận uy tín trở thành một cách xác minh danh tính trước khi các thương nhân đàm phán với nhau. Nhờ một loạt các biện pháp tăng thu giảm chi, Alibaba cuối cùng đã đạt được lợi nhuận vào cuối năm 2002. Hiện nay, chỉ riêng hai sản phẩm nhà cung cấp Trung Quốc và chứng nhận uy tín đã giúp Alibaba thu về hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Làm thế nào mà Alibaba, nền tảng giao dịch B2B lớn nhất thế giới, lại sinh ra được một kỳ lân công nghệ tài chính? Trước khi Alipay chính thức ra mắt, tại sao Jack Ma lại nói rằng, nếu phải có một người đi tù, ông sẽ đi? Tại sao kế hoạch niêm yết của Ant Group vốn đã chắc chắn lại đột nhiên bị hủy bỏ? Việc triệu tập Jack Ma 4 lần đã động chạm đến miếng bánh của ai? Do nội dung quá nhiều, một tập chương trình thực sự không thể chứa hết. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện vào tập sau.